Coi như là bước một mình đã hoàn thành. Bây giờ chỉ cần một nhà đồng ý nữa thôi là kế hoạch coi như đã chu toàn 100%. Ê cha, cái anh chàng này là ai mà cứ xuất hiện lượn lờ ở xóm mình vậy ta? Từ đó giờ ai lạ lạ vô là mình biết liền mà. Mà sao mình chưa biết anh này? Lúc đó tha hồ ngồi đếm tiền mỗi tay luôn. Trời ơi, ngon lành, ngon lành. Đẹp trai nè, lại làm quen nhá. Lính mà làm là... Ê. Tường. Trời ơi, anh không ngờ nha. Không có hẹn mà tự nhiên anh gặp cái người đẹp của lòng anh ở đây. Anh nói gì vậy? Gì đâu. Trời ơi, anh gặp em là phải có chuyện để nói nè. Em có nhớ cái chuyện mà hai đứa mình đã bàn tính từ bữa đó giờ không? Em thấy sao? Thì ra chị mình và người đàn ông này có tình ý với nhau hả? Thôi 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 nha, không có nói bậy nữa bà nha. Rủi như ai nghe được là kỳ cục lắm à. Rồi bây giờ không nói bậy nữa, bây giờ anh sẵn thẳng vô vấn đề. Cái chuyện mà hai đứa mình đã bàn tính từ bữa đó giờ đó, em gạt một cái thôi, chỉ cần em gạt một cái thôi, xong chuyện hết. Tôi đã nói với anh rồi. Cái gì? À, đừng có nói tới tôi cái chuyện đó nữa. Trời ơi, sao không nói được? Anh nói em nghe, đây là tất cả những gì gọi là tâm huyết của anh, tấm lòng chân thành của anh trao hết cho em. Tâm huyết của anh đó là cái chuyện của anh nha. Dạ đúng rồi. Nhưng bắt đầu từ bây giờ tôi nói với anh một lần cuối cùng. Sao? Gặp tôi đừng bao giờ nhắc tới tôi cái chuyện đó nữa. Không, không. Nếu mà không á, anh đừng có trách tôi à. Không, cái chuyện này chuyện tốt, anh nói thiệt. Anh nói láo là anh đau bụng 7 ngày 7 đêm mà em phải tin anh chứ. Anh muốn đau 10 ngày 10 đêm cũng được nữa. Cái gì? Đừng có nói chuyện đó nữa. Một người đàn ông hào hoa phong nhã như vậy mà có vẻ như chị mình không ưng. Hay là... Tự nhiên người ra nói có mấy câu sáng sổ bỏ đi là sao? Giờ phải làm cách nào bây giờ ta? Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy cô? Vừa phải thôi. Đâu có phải mà thấy mà đường mà thấy đẹp đẹp là nhào đâu. Mà cô nhìn lại bản thân cô coi. Cô cũng đẹp mà. Kỳ vậy? Ở xóm này làm gì gái đẹp không nghe trời? Cái gì? Anh nói gì ở xóm này toàn gái đẹp? Chứ sao? Tôi nói thiệt cho anh nghe nha. Nguyên một cái xóm này á, chỉ có hai chị em tôi, một người là hoa hậu, một người là hoa khôi thôi đó. Đâu ra mà toàn... Hai chị em, người là hoa hậu, người là hoa khôi? Ừ. Ngộ ha. Xóm này tôi thấy đâu có ai đẹp ngoài chị Tường đâu. Mà nghĩ sao nói hai chị em cô? Hai chị em cô lại? Đó. Đó lại. Chị Tường là chị của tôi. Cái gì? Tôi là em của chị Tường. Em của chị Tường? Ừ. Hai chị em... Anh có nghĩa, không có, anh tính hỏi là hai chị em tức là cái miếng đất của đó là của hai chị em đúng không? Thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Vậy là em có phần hả chồng? Thì tất nhiên rồi. Quá hay. Không lẽ ông này tính khua chị mình để chiếm đoạt đất ruộng nhà mình hay sao ta? Thiệt ra lưu manh giả danh trí thức. Hèn gì chị mình không ưng là đúng rồi. Anh là ai? Anh trả lời tôi biết coi. Không. Anh... Đây nè, nãy giờ em nghi ngờ anh quá. Anh không phải như cái suy nghĩ của em đâu. Đây, card visit của anh. Em nhìn đi. Anh á, là Hà Linh. Là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyễn Y Dân, chuyên môn đầu tư về đất đai, sản xuất, trồng lúa, trồng khoai, trồng mì. Nói chung là nuôi cấy các loại cây trồng. Nói chung cái gì anh cũng làm hết á. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay anh hiện hồn tại đây, à không, anh xuất hiện tại đây là để anh thuê đất ruộng của bà con. Để làm gì biết không? Trồng sen xuất khẩu. Cái gì? Ừ? Trồng sen hả? Trồng sen xuất khẩu. Trồng sen xuất khẩu? Đúng vậy. Trời ơi, vậy mà nãy giờ á, em cứ tưởng... Đất ruộng cỡ nào cũng vậy, đó, cây lúa, bỏ hết, trồng sen. Em biết sao không? Bà con người ta ai cũng đồng ý. Lý do là tại sao? Từ vì công ty anh đền bù có thể gọi là thơm cực kỳ. Đền bù rất cao. Lúa mà chỗ đồng đồng rồi mà bằng con cắt hết, cắt lúa non hết, đào đất bán cho anh hết, để cho anh thôi hết trơn trời. Bây giờ chỉ có chị em với em đồng ý một cái nữa là coi như là kế hoạch thành công. Anh nói thiệt hả? Trời ơi, tất cả những điều anh nói là thiệt phải không? Em nghĩ nãy giờ anh có nói láo câu nào đó. Nhưng mà hình như là anh chưa có thuyết phục được chị em đúng không? Anh yên tâm. Sao vậy? Em sẽ giúp anh thuyết phục
chị Cát Tường, chị của em đồng ý cho anh thuê đất trồng sen nha. Trời đất ơi, không ngờ cuối cùng cũng có người đã thấy được tấm chân tình của anh rồi. Em ơi, anh là thật lòng, anh chỉ cần nửa lời gian dối á là anh sẽ bị đau bụng. Sao vậy anh? Dạ không. Ủa anh ơi, anh có sao không? Tự nhiên nó đổ mồ hôi ngang vậy. Ủa sao kỳ vậy? Xin phép ha. Xin phép em thôi, bữa khác mình gặp lại nha. Ủa, có chuyện gì không anh? Có chuyện gì không? Không, anh ấy lắm rồi. Không có. Không, cái chuyện em nói là thiệt á, em nói với anh mà. Anh cảm ơn em. Anh tin nhiều, nhưng bây giờ em phải cho anh đi chứ không phải anh để đây kỳ lắm. Anh chịu anh nổi. Rồi bữa khác gặp nha. Trời, chắc chịu không nổi quá. Không biết kịp không nữa. Chị Tường ơi, chị Tường. Gì vậy? Con gái con gứa cái gì đâu mà nói tốt ngoài đầu ngõ nó nghe tiếng rồi hả? Cái gì từ từ nói. Đây có hai chị em mình thôi, gì đâu sợ. Đây em lặt vụ cho, Được rồi, để nghe nè. Làm giàu đi chị. Gì? Làm giàu đi. Làm giàu là làm gì? Trời ơi. Thì mình, cái đất đai của mình á có quá trời đó. Mình cho người ta thuê đi, người ta trồng sen, rồi mình chỉ việc thu cái tiền thôi. Nè. Thôi đi nha. Bỏ cái ý định đó đi nha. Chắc là đi ra ngoài đường rồi nghe ai dụ dỗ gì nữa là phải không? Đâu có. Trời ơi, em đi đầu trên xóm dưới, ai cũng đồng ý bà con mình á là cho thuê đất hết trơn rồi, để mà người ta trồng sen xuất khẩu đó. Thôi đi em ơi, em đừng có dễ tin người quá. Làm cái gì từ từ, tự nhiên á rồi ai ta cũng đang trồng lúa, lúa thì sắp thu hoạch rồi, còn có một tháng nữa chứ nhiêu. Làm gì mà đùng một hai cái bỏ đi trồng sen. Thấy là có nghi vấn, có vấn đề rồi hả? Không có nghi vấn gì hết trơn á chị. Người ta là người ta đền bù cho mình đàng hoàng, chứ phải không đền bù đâu, người ta đàng hoàng chứ bộ. Với lại á, chị muốn làm giàu thì phải chụp liền. Trời ơi, em chưa có biết kinh doanh mà em còn hiểu được cái điều đó. Nghe lời tôi đi ha, kinh nghiệm của tôi nhiều lắm. Tôi có cặp mắt, tôi biết nhìn sự việc, biết nhìn con người. Tôi nói không là không. Đất đai nhà này á, cứ để yên nó cho tôi vậy đi. Đâu có thiếu ăn, thiếu mặc gì đâu mà phải cho thuê, cho mướn chi cho nó cực. Hồi đó giờ trồng lúa đi, cứ để vậy trồng lúa. Trồng lúa cực muốn chết luôn à. Cái này cái việc ngồi không cho người ta thuê thôi. Cực cái gì mà cực, cô có làm đụng ngón tay đâu mà cực. Có người làm chứ bộ cô làm à. Nhưng mà em muốn mình giàu thôi. Thôi, bỏ cái chuyện mà đi cho thuê đất rồi qua một bên giùm tôi cái đi. Alo. Sao em? Vậy hả? Rồi, chị biết rồi, chị thu xếp chị lên liền. Vậy nha. Ủa chị đâu chị? Thôi. Ở trên Sài Gòn gọi về, nói cái miếng đất của chị mua trển á, nó có trục trặc mấy chút giấy tờ. Thôi đây giờ chị lên làm liền nè, đặt lao làm đi. Chị đi lên trên trển liền. Thôi chắc nhân tiện tao lên á, rồi tao ở trển thăm bà con cô bác luôn. Cái cả tháng mới về á, làm mấy cái giấy tờ này cũng lâu ạ. Đi tháng lận hả? Chứ sao mày muốn đi luôn hả? Đâu ở có. Đây ruộng vườn đất đai đi thăm bà con rồi xong giấy tờ thì cũng về chứ. Nè, tôi dặn bây giờ tôi đi gấp. Chiều nay á, còn cái vali của tôi đó nha, kêu thằng tài xế thằng Hùng á chở gửi lên trên trển cho chị, nghe chưa? Em biết rồi. Coi chừng nhà đó. Dạ. Đi xong chuyện rồi tôi về, nhớ chưa? Dạ nhớ mà. Chị cứ giao tất cả mọi việc cho em, yên tâm mà đi lo công việc của mình đi. Alo, anh Linh hả? Em Vân Anh nè, em mới gặp anh đó. Dạ dạ, anh, em đồng ý cho anh thuê đất nha. Chiều nay anh qua em đi, em ký giấy liền, được không? Rồi, quyết định vậy nha anh. Ai cho tôi tình yêu để làm này không được. Nó hơi bị lãng, bạn lãng sao sai sao. Anh Linh ơi. Hả? Anh Linh ơi. Anh Linh ơi. Nè. Rồi cô tìm ai? Cô kiếm anh Linh. Gặp Linh để làm gì? Tại vì cái chuyện này. Có chuyện gì mà ồn ào vậy má? Ra đây. Linh. Ủa? Ra đây. Có gì vậy? Bây giờ á em muốn xin qua đây để nhờ ở giờ vài bữa. Không được nha, má cấm nha, má dạ. Không có chịu cái vụ mà cọc mà đi tìm trâu à nghe. Dạ đúng không, không có cọc tìm trâu gì ở đây hết trơn á. Vậy chứ sao? Mà đây là cái hậu quả do anh Linh gây ra nè. Linh. Trời đất ơi. Con làm cái gì mà đến hậu quả dữ vậy Linh? Thì cái chuyện mà ký hợp đồng mà cho thuê đất đó. Sao nãy giờ ông nói vụ hợp đồng cho thuê đất?
Bây giờ cái chuyện mà em ký hợp đồng cho anh thuê đất á, là em đi giấu chị Tường. Bây giờ chị Tường chị biết được rồi, bây giờ chị la sùm lên. Chị đuổi em ra khỏi nhà đó. Nhưng mà khi lúc đầu em đã nói với anh rõ ràng là bây giờ là cái chuyện này là em đồng ý, em ok, mọi chuyện nó xong xuôi rồi, bây giờ nói trắng thay đen là sao? Thì là em đồng ý thôi chứ chị Tường chưa có đồng ý. Sao vậy? Sao kỳ vậy? Người cho rồi người không cho là sao? Em nghĩ là làm cái này cho chị bất ngờ chút xíu rồi rồi khi mà chị về á thì mọi chuyện cũng xong rồi, chị có la thì cũng xong rồi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà bây giờ em không biết là sao nữa. Ai gọi điện cho chị báo cho chị biết giờ chị đang trên đường từ thành phố về đây nè. Em sợ quá, em chạy qua đây kiếm anh nè. Ông Linh, ông Linh. Trời ơi, sao lẹ dữ vậy chị? Ông Linh dữ rõ này, tôi về tới nơi mà không thấy mà ở nhà là biết liệu qua đây rồi mà. Nè cái ông Linh này hả, ông làm ăn cái kiểu gì kỳ cục vậy? Làm sao nói sao tự nhiên vô la không có biết đường đâu nói cái kiểu gì kỳ cục. Tôi nói với ông sao? Rồi ông xoay qua ông vụ dỗ tôi không được, ông quay qua ông vụ dỗ em gái tôi là sao? Thì bây giờ tôi mướn đất tôi trồng sen thôi chứ có gì đâu mà la dữ vậy. Sen gì mà sen, ông trồng sen, sen đâu? Tôi có thấy sen gì đâu. Người ta điện, ta báo cho tôi biết á, ở trong cái hồ của tôi đó ha, là không có sen mà người ta bắt được tôm. Thôi mệt quá đi nè. Hai người đó đi qua đây thấy tôi đứng chần chần gì, không ai thưa, không ai chào gì hết trơn á, rồi vô cái là xong xỏn xỏn. Nói chuyện nghe mệt cái lỗ tai quá à. Cô đã cho thuê đất rồi, bây giờ nó nuôi tôm hay là nuôi cá gì thì kệ mẹ đó. Chứ có gì đâu mà cô phải mà vô mà có chỉ có mấy con tôm mà cô lồng lộn lên như vậy à. Ủa mà cô là ai vậy? Mẹ của tôi. Mà chào chuyện... cô hiểu không? Con trai của cô làm cái chuyện như vậy là không có được. À, cái chuyện nuôi tôm á thôi con cũng không nói đi. Đằng này tôm á là những con tôm lạ. Tôm này ở đâu ra mà anh có vậy? Ở đâu ra vậy? Ông đem những cái giống tôm mà như vậy về, nó ảnh hưởng, nó ra bên ngoài, nó ảnh hưởng đến môi trường. Ông nuôi tôm vậy ông có trình báo với cơ quan chính quyền hay chưa? Ta đưa sao nuôi vậy chứ. Trời ơi, Linh ơi. Linh ơi, là Linh là hết đường cứu mày rồi. Mày nghĩ sao mày đem cái con tôm lạ của mày đem xuống dưới đó mày ngâm ở dưới đó vậy hả? Dạ đâu hả? Rồi ra tới mà môi trường rồi mình ăn nói sao với bà con đây hả? Dạ thôi, hả Linh? Từ con tính má. Trời ơi, nghe lời ai vậy hả? Quá sức em nữa, chị đã nói rồi hả? Không có trồng trọt gì hết trơn á. Để nguyên lúa vậy đi, không nghe lời, cho tao mướn chi vậy? Alo. Ồ, dạ, em nè. Dạ, anh trên quỹ ban hả? À, dạ, em lên chảnh uống trà với anh hả? À. Dạ. Sao vậy Linh? Kêu con lên quỹ ban uống trà. Ở nhà không uống trà, nhà thiếu gì không uống, đi lên ủy ban uống chi con? Dạ uống trà. Ừ. Bàn chuyện tác hại mà con mới gây ra. Ôi ơi. Cũng tại cha thầy bói hết. Thầy bói sao? Lúc đầu con gan nói rồi, bây giờ tôi làm cái công ty đặt cái tên này cho hay. Ông kêu con đặt tên là Nguyễn Y Dân. Dân Y Nguyên á. Trời ơi, kỳ này là tay trắng là hoàng trắng tay rồi. Chết mẹ rồi Linh ơi.